Liên quan đến Ukraine đã tố cáo quân Nga sử dụng phosphorus trắng. Ukraine tố cáo quân Nga xâm lược sử dụng phosphorus trắng, loại hóa chất gây tranh cãi có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, theo The Washington Post vào ngày thứ Sáu 25 tháng 3. Nhân tiện sáng nay có bom phosphorus của Nga, người lớn và trẻ em đã tiếp tục thiệt mạng. Ông Zelensky, Tổng thống Ukraine cho hay trong bài phát biểu qua mạng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ vào ngày thứ Năm. Theo Washington Post, chưa thể kiểm chứng độc lập tin Nga dùng phosphorus trắng ở Ukraine. Mặc dù loại hóa chất này khét tiếng vì gây tác hại nặng nề, nhưng những loại vũ khí và hóa chất gây cháy khác mà quân đội các quốc gia sử dụng trước đây để chiếu sáng cũng bị lầm là phosphorus trắng. Khi phóng viên yêu cầu cho biết ý kiến về cáo buộc của ông Zelensky, phát ngôn viên chính phủ Nga ông Dmitry Peskov vào ngày thứ Sáu tuyên bố Nga chưa bao giờ vi phạm công ước quốc tế là hóa chất công nghiệp có thể đốt cháy phosphorus trắng có thể dùng trong chiến tranh vì nhiều lý do khác nhau. Khi đạn chứa phosphorus nổ, loại hóa chất này tạo ra đám mây trắng dày đặc. Nhiều quốc gia kể cả Mỹ từng sử dụng loại hóa chất này để tạo ra màn khói trong chiến tranh hoặc để làm tín hiệu cho binh lính. Tuy nhiên, chất này có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, kể cả tử vong.